anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Biển Xanh rất cảm ơn quý anh chị và các nhà đầu tư đã luôn theo dõi và ủng hộ những video của Biển Xanh. Quý anh chị đã xem bao nhiêu video liên quan đến bất động sản của Biển Xanh rồi. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh vẫn đang có mặt ở đây để chia sẻ đến quý anh chị, quý nhà đầu tư những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị mình đi tham quan cùng với Biển Xanh. Sản phẩm ký gửi ngày hôm nay đó là một căn nhà cấp 4 vừa mới xây dựng, nó nằm ngay cạnh với mặt tiền đường tỉnh lộ 9 quý anh chị. Đây chính là con đường tỉnh lộ 9 kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm Hậu Nghĩa của huyện Đức Hòa, và chúng ta cũng có thể là đi về các tỉnh miền Tây, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long quý anh chị nhé. Và không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị nữa, bây giờ Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình đi tham quan vào sản phẩm ký gửi ngày hôm nay. Căn nhà vừa mới xây dựng xong khá là đẹp, diện tích là 5x30, cách với mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 chỉ khoảng 50m thôi, cho nên cái vị trí này nó khá là đẹp cho mình có thể mua để ở an cư, và cái giá nó cũng rất là vừa túi tiền quý anh chị nhé. Ở đây thì như quan sát trên màn hình thì quý anh chị mình thấy nhà cửa đông đúc, rất là đông đúc quý anh chị. Và ở đây thì nó thuộc là xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với từ mặt tiền đường tỉnh lộ 9 nó chúng ta chạy về tới khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh thì khoảng là 500m thôi quý anh chị nhé. Nhà cửa cực kỳ là đông đúc và căn nhà này là vừa mới xây dựng xong, nhà hướng đông cho nên khá là mát. Ngang năm sâu 30, 150m2. Đây là phía bên ngoài của căn nhà quý anh chị nhé, khá là đẹp. Phía ngoài thì anh chủ nhà rất là cẩn thận, làm cổng sắt cao và mái thái, khá là đẹp cho chúng ta có thể sở hữu căn nhà này. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư cùng đi di chuyển vào phía bên trong để chúng ta khám phá căn nhà này nhé. Căn nhà này thì anh chủ làm cho chúng ta cái khoảng sân phía trước để mình đậu xe hơi khá là rộng quý anh chị. Cái này là mình đậu xe hơi là thoải mái luôn quý anh chị nhé. Sân khá là mát, hướng đông cho nên nó nắng sáng và mát vào buổi chiều. Bây giờ thì đang rơi vào khoảng 1 giờ chiều rồi cho nên là ngoài phía sân cũng đã bắt đầu rất là mát. Phía trên thì anh chủ cũng đã lập cho chúng ta mái tôn ra đến gần hết cổng luôn rồi quý anh chị nhé. Đây, mặt tiền phía trước căn nhà là cửa kính cường lực 4 cánh. Rất là đẹp, và căn này chỉ có giá là 1,5 tỷ Việt Nam đồng, là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí, đăng bộ theo quy định của nhà nước. Di chuyển vào phía bên trong chính là khu vực của phòng khách. Trên tường thì anh chủ cũng có vẽ tranh cặp song cá rất là đẹp cho chúng ta. Bức tranh phong thủy khá là đẹp quý anh chị nhé. Bên tay trái của tường thì là bức tranh ngựa mã đáo thành công. Căn phòng này là phòng khách khá là rộng rãi, ngang 5 sâu 30. Và nó rất là gần với mặt tiền tỉnh lộ 9. Nhà vừa mới xây dựng xong cho nên rất là sạch sẽ, thoáng mát. Căn này mình mua là chỉ việc dọn vào ở ngay thôi quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, giá thì chỉ có 1,5 tỷ, nhà khá là đẹp. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy phù hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem nhà và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Nhà tắm và WC. Còn phía đằng sau này là khu vực của phòng bếp, 530 thiết kế khá là đẹp quý anh chị. Tủ bếp thì anh chủ cũng đã gắn sẵn cho mình rồi, điện nước đầy đủ, mình mua là chỉ việc dọn vào ở ngay. Mình có thể đặt cái máy giặt ở đây. Và bên kia thì mình đặt máy lạnh, tủ lạnh quý anh chị. Và ở đây thì mình có đặt thêm được một bộ bàn ăn nữa. Còn phía sau thì mình vẫn còn một khoảng đất để cho mình có thể là trồng rau. Cửa này khóa rồi quý anh chị nhé. Phía đằng sau này thì mình có thể trồng rau hoặc là nuôi gà cũng được quý anh chị. Một căn nhà khá là rộng rãi, thoáng mát, 5 x 30, 150m2, giá chỉ có 1,5 tỷ là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí, đăng bộ theo quy định của nhà nước. Thiết kế khá là đẹp đó quý anh chị nhé. Vị trí này nó cũng rất là cao ráo, dân cư đông đúc. Thuộc xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh chỉ 500m. Và vị trí căn nhà thì cách với mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 chỉ 50m quý anh chị nhé. Hướng đông nữa cho nên cực kỳ là mát. Quý
Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy yêu thích căn nhà này, yêu thích vị trí này thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem nhà và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Nhà khá là đẹp đó quý anh chị. Tuyệt vời cho căn nhà mới này, quý anh chị mình có thể mua để ở, an cư lập nghiệp hoặc đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. 1,5 tỷ Việt Nam đồng, bao tất cả mọi thuế phí sang tên. Và cái vị trí này nó rất là gần với mặt tiền tỉnh lộ 9, cho nên khá là phù hợp để mình có thể mua để mà ở, an cư lập nghiệp. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.